Vâng ạ, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Cuộc Sống Cao. Ở trong cái clip ngày hôm nay thì tôi tiếp tục giới thiệu và gửi đến các bạn một số những cái thông tin về cái cây giảo cổ lam nhé các bạn. Và đầu tiên thì tôi cũng xin lỗi các bạn là cái hôm trước mà tôi đi hái cái cây giảo cổ lam này thì tôi cũng không kịp quay cho tất cả các bạn cùng xem. Thì đấy là một cái thiếu sót của tôi. Cho nên là hôm nay tôi muốn gửi lời xin lỗi đến toàn thể các bạn. Tại vì là khi mà các bạn, chúng ta không chỉ là riêng các bạn đâu, kể cả tôi cũng thế. Khi mà có những cái cây thuốc nào mà đã khô rồi ấy, chúng ta không thấy cái cây tươi thì cũng rất là khó để mà phân biệt và nhận dạng cái cây thuốc. Nên là tôi muốn gửi lời xin lỗi đến toàn thể tất cả các bạn. Tại vì là hôm đấy tôi cũng không có thời gian nhiều để mà quay một, và cũng tôi cũng không nhớ cơ. Thì hôm nay đây, trong cái lúc mà đang phơi thuốc thì tôi cũng muốn gửi đến tất cả các bạn một số cái hình ảnh từ cái cây giảo cổ lam phơi khô nhé các bạn. Đây chính là cây giảo cổ lam năm lá này các bạn này. Đó. Cái này thì khá là tốt trong cái việc điều trị huyết áp. Những cái trường hợp mà chúng ta huyết áp cao ấy thì chúng ta dùng cái cây giảo cổ lam này, nó rất hiệu quả này. Đây các bạn, chúng ta lấy về xong là thái như này. Cái cây giảo cổ lam là nó dây của nó giống như là dạng dây leo đấy, nó có các tua xoắn nó cuốn vào này, nó giống như là cái dây của cái cây mướp đắng ấy các bạn. Thế thì tôi xin lỗi bạn và mong các bạn thông cảm, lần sau tôi sẽ có một cái clip mà rõ hơn về cái cây giảo cổ lam nó còn tươi, nó còn nguyên vẹn. Thì hôm nay tôi muốn giới thiệu và gửi đến các bạn một số những cái thông tin từ cái cây giảo cổ lam này. Cây này thì nó có rất là nhiều công dụng. Đấy, có thể là ngày trước tôi đã giới thiệu rồi nhưng mà hôm nay tôi sẽ tiếp tục tôi giới thiệu qua về cây này. Cây này thì những cái trường hợp mà sử dụng cây này tốt nhất ấy là những cái người mà bị huyết áp cao đấy các bạn. Người bị huyết áp cao này, những cái người mà bị mỡ máu này, bị gan nhiễm mỡ này, những cái người mà mắc bệnh về tim mạch này, những cái người mà bị bệnh tiểu đường ấy thì chúng ta dùng cây này nó rất là tốt này. Đặc biệt tốt nhất với những cái người huyết áp cao nhé các bạn. Đấy. Thế là tôi phải nói với các bạn là cái cây giảo cổ lam này nó đặc biệt tốt với những người mà bị huyết áp cao, bị mỡ máu. Đấy. Gan nhiễm mỡ và những người bị tiểu đường đấy. Ngoài ra thì những cái trường hợp mà bị căng thẳng, mệt mỏi này, những cái trường hợp khó ngủ này, đau đầu, hoa mắt chóng mặt thì chúng ta dùng cây này. Khi mà chúng ta, các anh chị là những người làm công sở ấy, làm việc ở nơi công sở đòi hỏi phải suy nghĩ nhiều, làm việc với cường độ nặng, chúng ta về khó ngủ thì chúng ta lấy cây này về chúng ta làm trà nhé các bạn. Đấy, các bạn uống thay trà nó rất là tốt. Đấy, cây này này. Và ngoài ra thì cây này còn tốt cho những người bị u bướu này, người bị sơ gan, suy gan, chúng ta cũng dùng cây này rất hiệu quả này. Và những cái trường hợp mà không có bệnh gì thì chúng ta cũng lấy cây này, nó rất là tốt. Tại vì nó tốt cho cả đường tiêu hóa nữa. Đấy, nó hiệu quả. Nhưng mà tốt thì tốt vậy thôi, nhưng mà các bạn cũng phải lưu ý những cái trường hợp mà chúng ta không nên dùng cái cây này. Những cái đối tượng mà không sử dụng thì gồm có chị em phụ nữ đang mang thai này và cho con bú này. Đấy, cái thứ hai là trẻ em dưới 6 tuổi thì chúng ta không nên dùng cái cây này, không nên dùng cây giảo cổ lam. Và những cái người mà chân tay của chúng ta lạnh này, những người mà chịu rét kém này, ghét lạnh này, những cái người hay đổ mồ hôi, những người thở ngắn hơi này, đại tiện lỏng loãng, hoặc là những cái trường hợp mà miệng nhạt, khô khát, vân vân. Đấy, những cái trường hợp đấy thì chúng ta không nên, và thậm chí là tuyệt đối không sử dụng cái cây giảo cổ lam này nhé các bạn. Đấy. Và một cái nữa tôi muốn nói với các bạn là cái liều lượng sử dụng thì đây các bạn lấy về phơi khô nhé các bạn. Cây này thì chúng tôi chỉ dùng khô thôi. Đây là tôi hái về
để gửi làm quà cho một anh ở dưới Vĩnh Phúc đó. Không biết là ở dưới kia có hay không, tôi không rõ, nhưng mà anh bảo là ở dưới kia không có người anh bạn thân của tôi đấy ở dưới kia. Thì những cái liều lượng ấy, liều lượng thì chúng ta nên sử dụng cái khô này khoảng mỗi ngày dùng từ khoảng 60 đến 70 gram nhé các bạn. Các bạn lấy như này là khoảng 60 70 gram lấy về các bạn đun như các bạn pha như kiểu pha trà uống hàng ngày thôi. Đấy. Và chúng ta không phải là đun như kiểu sắc thuốc uống. Đấy, chúng ta không cần làm thế mà chúng ta chỉ cần hãm hãm nước sôi như kiểu pha trà thôi. Thế là liều lượng nhé từ 60 đến 70 gram. Đấy. Và những cái người mà hay hạ đường huyết nhanh ấy thì chúng ta không nên lạm dụng cái cây này, cây giảo cổ lam này quá nhé các bạn. Đấy. Và cái thời gian sử dụng cái cây này thì nên các bạn nên uống vào buổi sáng này với lại buổi trưa chiều khi mà các bạn đi làm đầu giờ chiều ấy, các bạn uống cây này thì nó rất là tốt để cho các bạn tỉnh táo minh mẫn làm việc tốt và hiệu quả thôi. Những cái cây giảo cổ lam này thì các bạn không nên uống vào buổi tối nhé các bạn. Đấy. Theo một số những cái tài liệu thì nó bảo cây này khi mà các bạn uống vào buổi tối thì nó có thể gây cho các bạn là khó ngủ. Đấy. Nếu mà các bạn là uống quá liều lượng hoặc là uống vào buổi tối thì nó sẽ ngủ không ngon giấc, khó ngủ. Cái này này thì đặc biệt tốt cho những cái trường hợp mà nó khó ngủ nhưng mà các bạn chỉ uống là buổi sáng này, buổi trưa chiều thì nó đặc biệt tốt. Còn buổi tối thì các bạn không nên uống nữa các bạn. Đấy là một số những cái lưu ý cho các bạn. Và cái cây này thì các bạn là những cái trường hợp mà hay bị hạ đường huyết này, huyết áp quá thấp thì các bạn không nên dùng. Và có một số cái trường hợp thì các bạn bị huyết áp thấp nhưng mà ở trong máu bị mỡ máu này, bị tiểu đường thì các bạn vẫn có thể sử dụng cây này. Nhưng mà các bạn phải thêm một vài lát gừng vào. Đấy, một vài lát gừng kết hợp với lại một ít đường trắng hãm với cái cây giảo cổ lam này thì để mà điều trị mỡ máu đấy. Đấy là cái mà cho những cái trường hợp, những cái đối tượng mà bị huyết áp thấp mà chúng ta sử dụng cây giảo cổ lam để mà điều trị mỡ máu và bệnh tiểu đường nhé các bạn. Thì các bạn nên cho thêm một vài lát gừng vào hãm với cái cây này. Và những cái cây này này và cây này thì nó còn tốt cho những cái trường hợp mà muốn giảm cân đấy. Tuy nhiên thì để mà giảm cân hiệu quả thì chúng ta còn phải kết hợp với lại cái chế độ ăn uống cho nó hợp lý nữa nhỉ. Chứ còn chúng ta chỉ uống riêng cây này thì nó cũng giảm cân thì nó cũng chỉ một phần nào đấy thôi. Nó đòi hỏi các bạn phải kết hợp với cái chế độ ăn uống hợp lý thì nó mới giảm cân được hiệu quả. Đó. Và cái cây này này. Cây này thì lưu ý với các bạn là các bạn không nên uống lạnh nha các bạn. Đấy, các bạn chỉ pha hãm uống như uống trà, uống thai trà hàng ngày cũng rất là tốt. Và các bạn không nên uống lạnh và không nên để qua đêm. Đấy, ví dụ như là sáng nay các bạn uống thì các bạn hãm về uống. Trưa chiều đấy, đầu giờ chiều đấy các bạn uống thì các bạn cũng hám về, tuyệt đối các bạn không nên uống vào sáng hôm sau đấy, các bạn không nên hám nhiều để sáng hôm sau uống lạnh thì nó sẽ không tốt và nó sẽ rất là hại và nó có thể gây cho các bạn bị cái chứng gọi là chứng đau bụng đấy các bạn. Đấy, đấy là một số những cái thông tin mà tôi muốn gửi đến toàn thể tất cả bạn đó. Hy vọng là đây là những cái thông tin hữu ích về cái cây này. Đấy, tôi muốn các bạn tham khảo. Và cây này thì thực tế gia đình tôi cũng dùng rất là nhiều. Đấy, gia đình tôi cũng dùng rất nhiều. Và đây là một anh ở dưới, anh bạn ở dưới Vĩnh Phúc nhờ tôi đi hái về. Nhưng mà cây này thì mùa này chúng ta không nên hái. Đấy, mùa này mùa mưa thì không nên hái. Hái vào những cái lúc mà trời khô ấy thì nó khá là tốt. Công dụng của nó sẽ đảm bảo nó tốt hơn, nó sẽ sạch hơn. Đấy, rồi, hy vọng các bạn sẽ ủng hộ
Và cái video này cũng như là ủng hộ cái kênh channel Cuộc Sống Vùng Cao của tôi. Và nếu mà các bạn thấy những cái clip mà tôi đưa ra hay là cái clip này nói riêng nó hay ý nghĩa thì đừng quên để lại cho tôi một like, đồng thời là nhấn nút chia sẻ clip này cho nhiều người cùng xem, và đừng quên bấm nút là đăng ký và chuông để nhận được những cái clip mỗi ngày nhé. Bây giờ thì cũng như mọi hôm thôi, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Và một cái lưu ý thì tất cả các những cái cây thuốc nam nó cũng thế, để mà khỏi bệnh hay không thì nó còn tùy thuộc vào cái cơ địa của mỗi người đúng không nhỉ. Có thể là tôi dùng khỏi, còn các bạn dùng thì không khỏi. Mỗi người có một cái cơ địa khác nhau nên là các bạn hết sức là thông cảm, và mong sao tất cả các bạn thông cảm trong quá trình tôi nói, tôi thuyết trình từ cái video này đến những cái video trước hoặc là video sau này nữa. Có thể nó có rất là nhiều những cái chỗ mà thiếu sót, hoặc là tôi nói nó còn hay bị vấp, hay bị lắp, thì các bạn hết sức là thông cảm với. Đây là những cái mà tôi nói chân thành, nhưng mà tôi mong sao các bạn góp ý chân thành và ủng hộ tôi bằng cách gửi lại cho tôi một số những cái dòng bình luận ở phía dưới để tôi ngày càng hoàn thiện hơn những cái cách trình bày của tôi. Bây giờ thì cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.